đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần này, các tinh nhập mệnh, năm con giáp gánh lộc về nhà, tiền vàng chất đống, đổi đời thành đại gia. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, xin kính chúc quý vị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, nhiều người cho rằng cuộc sống không ai biết trước được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái số mệnh nhất định. Không phải lúc này các bạn may mắn thì cái điều đó nó sẽ kéo dài mãi mãi ngược lại có những người đau lòng phải đối mặt với những cái khó khăn vất vả nhưng bất ngờ đổi vận giàu sang cuộc sống bước sang trang mới à, trong ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố à, theo các chuyên gia tử vi hàng đầu phương đông cũng tiết lộ à, trong khi mọi người đang phải gồng mình vật lộn với những cái gian nan với những cái thách thức à, sợ những cái điều xui xẻo nó ập đến thì trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tuần này có 5 con giáp sẽ đón cái vận trình tài lộc bất ngờ động tay vào việc gì cũng sẽ kiếm ra tiền hanh thông thuận lợi trên mọi lĩnh vực tiền bạc thì nhét chật két đổi vận giàu sang à, quý vị hãy cùng xem đó là những con giáp nào và diễn biến về vận trình của những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới ngay sau đây à, thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, à tức là ngày 17, 18, 19 tháng 1 âm lịch, ngày 26, 27, 28 tháng 2 dương lịch. Đó là những tuổi sau. À, con giáp may mắn đầu tiên thì không ai khác, đó chính là những người tuổi tỵ. À quý vị thân mến, những người tuổi tỵ là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay là can thiệp vào cái sự tự do của mình. Chính vì thế mà họ đủ dũng cảm tham vọng và quyết đoán để theo đuổi cái mục đích và cái sự nghiệp của mình mà không sợ bị ai ngăn cản. À, trong cái tuần này, ấy, trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tuổi tỵ nếu mà có phải vướng mắc trong cái cuộc sống thì cũng đừng quá mà bận tâm. Quý vị hãy kiên trì theo đuổi những cái gì mà các bạn đã đề ra từ trước. Các chuyên gia tử vi học dự đoán các bạn sẽ là những con giáp giàu sang trong 3 ngày tới nên là các bạn hãy tập trung cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại cái tài vận dồi dào trong cái tương lai gần vốn là những con giáp có lọc trong cái thời gian này trong 3 ngày tới thế nên công việc của những người tuổi tỵ có nhiều cái cơ hội kiếm tiền đấy vì vậy có thể sẽ gì liên tiếp đón chào những cái làn sóng may mắn những người tuổi tỵ thích kết giao bạn bè cái tài lộc từ những người này cũng sẽ đổ về liên miên không dứt khiến các bạn tha hồ mà lựa chọn và cân nhắc bên cạnh đó cái phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ nói chung ấy cái tài chính của những người tuổi Tỵ nhìn chung cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Không chỉ gì thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ cái việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ hay là làm thêm ấy cũng tăng lên đều đặn, giúp các bạn có thể cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái cát khí của gì? Thần tài nó mang đến, nó giúp cho các bạn bên cạnh đó Thứ tài trong thời gian này cũng sẽ tăng mạnh là cái nguồn thu chủ yếu cho con giáp này nhất là những ai mà chăm chỉ làm ăn ấy thì lúc này hứa hẹn sẽ có nhiều cái nguồn thu nhập nó đổ về túi bản mệnh càng sông sáo có sự chủ động trong mọi việc dám thử sức trong các lĩnh vực mới phá vỡ cái giới hạn của bản thân ấy thì các bạn lại càng dễ thu được cái lợi nhuận hơn à, còn nếu mà chỉ an phận ai bảo gì thì làm nấy sẽ chẳng có cái sự đột phá nào nó xảy ra thậm chí dù có lợi thế đấy nhưng mà cái cơ hội nó cũng sẽ tan biến trong trước mắt nhìn được thấy nhưng lại không thể cầm nắm được để giữ được cái lợi thế của mình ấy, thì các bạn có thể là dành thêm thời gian quan sát đối thủ có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng thông qua cái việc quan sát đó các bạn vừa có thể là gì nắm bắt được cái hướng đi của đối thủ để có phương án đề phòng phù hợp lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư những ai làm trong lĩnh vực tài chính bán hàng đấy, thì cần chú ý theo dõi cái biến động của thị trường tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra những cái phán đoán sai lầm gây thiệt hại về tiền bạc vì thế để bảo vệ cái tài sản của mình và gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tị. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, những người tuổi dần là những người chín chắn, không thích tham gia vào những cái chuyện thị phi và chạy theo cái xu hướng họ rất tập trung vào cái mục tiêu của mình à, những người này một khi mà có ý tưởng tốt thì lập tức hành động không đắn đo suy nghĩ hay là do dự lưỡng lự nên là rất dễ thành công và cũng rất dễ được quý nhân trợ giúp à, tuổi dần là một trong những người giàu sang may mắn Đấy, trong 3 ngày tới cũng vì là họ chăm chỉ tích lũy cái tiền bạc trong suốt thời gian dài vừa qua nhờ thế mà không ít người trong số họ À không chỉ sở hữu một cái khối tài sản khổng lồ mà còn chinh phục được cả những cái ngôi đền của sự nghiệp vững chắc đó chính là cái kết quả xứng đáng không biết bao nhiêu nỗ lực và quyết tâm của các bạn bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua đặc biệt nếu mà họ có thể duy trì cái trạng thái tốt, ôn hòa và lạc quan trong suốt thời gian này cuộc sống của các bạn cũng sẽ trở nên phong phú hơn giàu kinh nghiệm sống cũng sẽ giúp cho họ dễ dàng vượt qua được cái thử thách trong 3 ngày tới à bên cạnh đó thì trong 3 ngày tới, nói chung ấy, các chuyên gia tử vi tài lộc cũng dự báo thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi tuổi dần ấy cũng được khởi sắc hơn hẳn. Một mặt là được các khí nó ủng hộ, mặt khác là lại có gì? Có quý nhân nó phù trợ, nó giúp sức, nó trợ lực. À, con đường kiếm tiền, con đường làm giàu của những người tuổi dần cũng cứ băng băng tiến về phía trước. Cảm giác trôi chảy hết sức là bất ngờ. Với những người làm công ăn lương thì công việc xuân sẻ cũng kéo theo cái tài lộc nó được thịnh vượng nhiều khả năng các bạn sẽ có được cái mối quan hệ tốt nên là cái thời gian tới sẽ là cái cơ hội để các bạn kiếm được những cái vận may và có được cái đối tác để phù hợp cho cái sự nghiệp của mình. Nếu mà có gặp cản trở, trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Hơn nữa, trong thời gian này thì cái các tinh nó cũng mang đến những cái chuyện nhân duyên tốt lành giúp cho những người tuổi dần có thêm nhiều cái mối làm ăn khả quan. À, các hợp đồng cũng được ký kết được thuận lợi đó và mang lại cái lợi nhuận đáng kể à, cho doanh nghiệp cũng như là cho bản thân mình à, nhìn chung ấy, thì cái tài chính của những người tuổi dần trong thời gian này cũng khá là vượng chỉ cần các bạn tập trung làm tốt cái việc công việc của mình ấy đầu tư thời gian và công sức và nỗ lực một chút thì không cần phải ôm đồn quá nhiều việc Đấy. À, vẫn có thể là gì thoải mái chi tiêu à, tuy nhiên dù có tiền bạc dùng gì trong tay thì quý vị cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu tránh vông tay quá chán với những người làm kinh doanh buôn bán đây cũng là một cái thời điểm mà các bạn buôn may bán đắt các đơn hàng thì nó cứ gì ùn ùn nó kéo đến nói chung là doanh thu trong 3 ngày tới cũng cực kỳ khả quan à, tuy nhiên dù thứ tài có dấu hiệu ổn định hơn so với cái thời gian trước đó à, nhưng ấy, đầu tư mạo hiểm thì quý vị vẫn cần gì rất dễ dẫn tình trạng là gì phá tài bất cứ lúc nào nhất là các hạng mục như là chứng khoán tiền ảo tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi nên là quý vị cũng cần phải biết dừng đúng lúc vậy nên để bảo vệ cái tài sản và bảo vệ cái thành quả lao động của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hậu thân ở à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi thìn à, thưa quý vị à, các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết những người tuổi thìn sẽ cực kỳ nhạy bén và rất là thực tế với cái thời cuộc luôn tìm ra cái cơ hội ngay trong cái lúc khó khăn nhất và trong cái giai đoạn là ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì những người tuổi Thìn là những người mà có thể kiếm được nhiều cái khoản tiền hậu hĩnh từ cái nghề chính của họ. Họ có tầm nhìn sâu sự nghiệp thành công đấy, tương lai thì tươi sáng, thậm chí những ai mà có công việc phụ thì doanh thu cũng rất là rực rỡ, nhiều hơn cả cái mức mà họ mong đợi. Nếu họ ở bên một nửa luôn động viên, hỗ trợ thì cuộc sống sẽ rất ổn định và bình yên, có thêm cái động lực để kiếm tiền, làm thêm nhiều việc để cải thiện cái cuộc sống gia đình thì ngoài ra ấy, cái thời gian này khi mà gặp những cái cát tinh nó chiếu mệnh thì nó đại diện cho những điều tốt lành và cái vấn đề về kinh doanh buôn bán thuận lợi hanh thông những người tuổi thìn cũng cần phải chú ý để nắm bắt nói chung ấy trong thời gian này thì tiền bạc của những người tuổi thìn khá là dùng dính có dân này thoải mái kê cao gối ngủ không cần phải căng thẳng để tính toán bản mệnh có nhiều cái nguồn thu trong tháng ngoài cái thu nhập từ công việc chính ấy, còn được gì thưởng nóng bên ngoài nữa À, được gì đối tác biếu xén và khách hàng gì khách hàng lại quả cho tóm lại thì ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng là căng phồng dùng dính à, các khoản tiền vay mượn trước đó tưởng chừng là không còn khả năng thu hồi lại thì bỗng nhiên đấy, lại nhận về quả là một cái điểm vui bất ngờ đối với những người tuổi thìn mặc dù vậy cũng không thể không nhắc đến vô số cái khoản mà con sắp này phải chi ra trong 3 ngày tới à, nếu mà không có các khoản này ấy, thì có lẽ những người tuổi thìn đã sớm phát tài phát lộc rồi cũng nên. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì quý vị gì cũng cần phải cẩn thận đấy. Nói chung ấy, cũng đừng gì tiêu xài một cách quá mức, cần phải kiểm soát tài chính cho thật tốt, tránh mua sắm lãng phí quá mức. À, các bạn gì hãy để riêng ra một khoản tiết kiệm dành cho mình, đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tức là từ ngày 17 18 19 tháng riêng ấy thì đó chính là những người tuổi tuất. À, thưa quý vị, nói chung những người tuổi tuất thông minh chăm chỉ và cực kỳ là kiên trì dù trên con đường mình chọn có trông gai hay là thuận lợi thì họ cũng đều vững vàng bước tiếp bằng cái đôi chân không mệt mỏi mệt của mình à, biến mỗi cái chướng ngại thành cái bệ phóng để vươn lên họ là những người mà rất có cái chính kiến và quyết đoán cho công việc bằng những cái sự nỗ lực miệt mài trong cái năm cũ thời gian gần đây thì những người tuổi tuất lại bước sang một cái đẳng cấp mới trong công việc À, có thể được thăng chức tăng lương hoặc là được chuyển công tác. Đặc biệt trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì sẽ nhìn ra những cái cơ hội làm ăn hiếm có thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ của cái trong nhà thì lúc nào cũng dồi dào tài lộc thì tăng tiến mỗi ngày với cái sự sắc sảo nhạy bén đặc trưng họ sẽ nhìn đâu thì cũng đều ra tiền cả. À, Tuy nhiên ý, cái năng lực hành động mạnh mẽ này cũng không đồng nghĩa với cái thái độ cực đoan. Tức là gì? Không cần phải tham khảo ý kiến của bất cứ ai, muốn làm gì thì làm đó liền. Tuổi tuất cũng nên gì? Lắng nghe ý kiến, đóng góp của mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Bản mệnh thường có những cái quyết định sáng suốt liên quan đến cái tài chính. Uh, trong cái thời gian này, đấy, đó cũng là cái lý do mà không ít những người tuổi tuất gì có tiền bạc dùng dính, các nguồn thu thì lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra khổ cực mà các bạn đã đền đáp trong suốt thời gian vừa qua à, nhất là những ai mà duy trì được cái lối sống tiết kiệm trong một khoảng thời gian dài thì lúc này các bạn sẽ có thể tự mua sắm cho mình những món quà để tưởng thưởng cho bản thân nói chung ấy trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư nó cho thấy là có nhiều cái cắt tinh chiếu mệnh những người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản hay là những cái chuyện đầu tư ấy, thì cũng sẽ đạt được những thành công khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ đây hoàn toàn không phải là cái thành công sau một đêm mà nó là kết quả trong một cái thời gian nỗ lực dài suốt từ trước đến giờ. Ngoài ra, thời gian này các bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cái điều này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái tài sản của các bạn nhưng lại chỉ có tác dụng nhân đôi, nhân ba cái niềm vui lên. Đấy, khi mà niềm vui nó lớn thì các bạn lại càng có cơ hội để gì kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, đúng không ạ? Đó là những tuổi sau. Một tuổi tỵ, 2. tuổi dần, 3 tuổi Thìn và 4 là tuổi Tuất. Đó là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Dễ có cơ hội bứt phá đổi đời sau một đêm. Đó. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.